Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Đất An Giang. Hiện tại em đang có mặt ở đây chính là thị trấn Cái Dầu thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Và trên con đường lộ nhựa này nè các anh chị, hôm nay có một căn nhà mà chủ đang cần bán với giá là 3 tỷ 800 triệu, nhà đúc kiên cố, bao gồm một tầng trệt và hai lầu nha các anh chị. Thì con đường trước nhà của chúng ta thì bề rộng mặt đường độ khoảng 4m bề ngang các anh chị, hai xe ô tô tránh nhà thoải mái nha. Và đây là căn nhà mà chủ đang còn bán ngày hôm nay đây các anh chị. Nhà có kết cấu là bê tông cốt thép, bao gồm một tầng trệt và hai tầng lầu. Tổng diện tích của căn nhà này là 132m², là diện tích đất các anh chị. Còn vị tích sàn là 510m², diện tích sàn các anh chị. Nếu các anh chị đi theo hướng này nè, thì các anh chị đi tầm khoảng 500m nữa thì các anh chị sẽ ra được khu đô thị Sao Mai và chợ Sao Mai của thị trấn Cái Dầu đó. Còn hướng ngược lại với màn hình của chúng ta, các anh chị đi theo hướng này sẽ đi về tới chợ Cái Dầu thì tầm khoảng 1 cây số đó các anh chị, cũng khá là gần và thuận tiện cho các anh chị mua để ở và sinh sống nha. Và trong bán kính 1 km thôi các anh chị, thì các anh chị sẽ đi đến đầy đủ tất cả những cái tiện ích như là trường học, trạm y tế, ủy ban, công an và rất là nhiều tiện ích khác như là ngân hàng, siêu thị, điện máy xanh, bách hóa xanh. Rồi bây giờ mời các anh chị vào trong xem chi tiết căn nhà này như thế nào nha các anh chị. Thì trong căn nhà này có một tầng trệt và hai tầng lầu. Ở dưới tầng trệt chúng ta thì có một phòng khách, một phòng ngủ và một khu vực bếp nha các anh chị. Đây là mặt tiền của căn nhà đây các anh chị. Nhà khá là đẹp. Mặt tiền thì được ốp đá hoa cương anh các anh chị, kéo đài lon. Bên trong thì có một lớp cửa kính rồi các anh chị. Còn đây là dưới sàn nhà của chúng ta đây. Nhà thì lót gạch đá bóng kiến. Bên trên thì có trần thạch cao. Khá là đẹp luôn các anh chị ơi. Đây là mặt tiền căn nhà mà chủ đang cần bán ngày hôm nay đây các anh chị. Đây là cầu thang đi lên trên lầu. Cầu thang được thiết kế tay vịn bằng gỗ, cực kỳ là sang trọng luôn các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta đi ra khu vực bếp và khu vực phòng ngủ thứ nhất. Đây là lối thông hành đi vào khu vực bếp và phòng ngủ thứ nhất đây đây các anh chị. Phòng ngủ thứ nhất này thì bề ngang tầm khoảng 5m, bề xuôi thì tầm khoảng 4m nha các anh chị, khá là rộng. Đây là khu vực bếp và nhà vệ sinh của chúng ta đây. Trần thạch cao, trang trí khá là đẹp. Thì khi mà các anh chị mua căn nhà này đó, thì chủ nhà sẽ để lại cho các anh chị tất cả những nội thất, chỉ giữ lại một số vật kỷ niệm của gia đình thôi các anh chị, như là tủ thờ nè, cái bộ ly văn nè, thì chủ nhà giữ lại thôi. Còn các thứ như là tủ lạnh hoặc là máy giặt hoặc là bàn bếp, tủ kệ bếp thì chủ nhà để lại hết cho các anh chị nha. Đây là khu vực bếp nha các anh chị. Khu vực này phải nói là rất là rộng hơn các anh chị ơi. Căn nhà của chúng ta có bề ngang là 6m là các anh chị. Và chiều dài của khu vực bếp này là 6m luôn. Với vậy tổng diện tích của khu vực bếp này tới 36m² nữa. Nên nó khá là rộng nha. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh đây. Thì bên trong nhà vệ sinh thì cũng có vòi sen, vòi tắm nước nóng, nước lạnh và bồn cầu thôi. Em sẽ không vào trong quay cho các anh chị xem chi tiết đâu. Còn đây là cái cửa thông hành thoát hiểm phía sau nhà của chúng ta đây. Thì hiện tại chủ nhà đang tận dụng để làm khu vực phơi đồ đó các anh chị, khá là rộng luôn. Em thấy từ cái mí gạch, cái đuôi nhà của chúng ta đây kéo qua đó thì tầm khoảng 1m luôn các anh chị. Các anh chị
sử dụng khu vực này phô đồ thì quá lý tưởng luôn. Ở đây thì có một lối thông hành thoát hiểm khá là an toàn, an tâm cho các anh chị mua ở và sinh sống lâu dài nha. Rồi bây giờ mời các anh chị theo em lên tầng 1 của căn nhà. Căn nhà này thì có một tầng trệt, hai tầng lầu và một sân thượng nữa các anh chị, nên tổng diện tích sàn của chúng ta tới 510 mét vuông luôn các anh chị. Đây là cầu thang đi lên tầng 1 của căn nhà đây các anh chị. Cầu thang này thiết kế thì cũng khá rộng rãi nha các anh chị, bề rộng tầm khoảng 8 tấc á, các anh chị đi lên đi xuống thì thoải mái luôn. Đây là cầu thang đi lên tầng 1 của căn nhà. Trên tầng 1 này thì có hai phòng ngủ nha các anh chị và một phòng sinh hoạt chung. Đây là lối đi vào từ cầu thang mà chúng ta đi rẽ bên tay trái đi vào thì đi vào được hai phòng ngủ của căn nhà. Đây là phòng ngủ thứ nhất nè các anh chị, còn đây là phòng ngủ thứ hai. Mỗi phòng ngủ đều có một nhà vệ sinh hết nha các anh chị. Đây là nhà vệ sinh thứ nhất nè các anh chị, có lavabo, bồn cầu và vòi tắm nóng lạnh luôn các anh chị. Căn nhà này thiết kế khá là hiện đại nha các anh chị, có cả vòi sen tắm nóng lạnh luôn. Còn đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà đây các anh chị, cửa là cửa gỗ rất là chắc chắn luôn các anh chị ơi. Các anh chị về ở mà ở một căn nhà như thế này thì quá lý tưởng luôn. Để mở đèn lên cho các anh chị xem nha. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà đây. Phòng ngủ này cũng khá là rộng, bề ngang là 6 thước, bề rộng là 4 thước đó các anh chị. Ở đây có một cái nhà vệ sinh nữa nè các anh chị. Ở đây có một cái tủ kệ tivi, tủ quần áo và cửa sổ trong phòng ngủ. Nếu các anh chị nào thích lấy ánh sáng mặt trời đó thì mở hai cái cửa sổ này ra thì rất là sáng luôn các anh chị. Rồi bây giờ em quay trở ra nha. Thì thiết kế các phòng ngủ cũng rất là giống nhau thôi. Em quay tượng trưng cho các anh chị xem một cái phòng ngủ đầu tiên, rồi các phòng ngủ còn lại em sẽ không quay chi tiết đâu các anh chị, bởi vì là chủ nhà đang sinh sống và ở trong đó đó thì đồ đạc cũng khá là bề bộn đó. Còn phòng ngủ vừa rồi thì không có ai ở nên em quay cho các anh chị xem. Còn đây là khu vực phòng thờ của căn nhà đây các anh chị. Phòng thờ khá là rộng, không gian rất là ấm cúng và trang nghiêm nha các anh chị. Phòng thờ của chúng ta thì nhìn mặt ra cửa chính của căn nhà đó các anh chị. Đây là cửa sổ của căn nhà đây. Ở đây mình có thể nhìn xuống khu vực phía trước căn nhà. Cửa này là cửa nhôm kính nha các anh chị, cửa sổ là kiểu cửa nhôm kính. Đây là cửa chính trên tầng 1 của căn nhà này các anh chị. Phía trên cũng được trang trí trần thạch cao cũng khá là đẹp luôn các anh chị ơi. Xung quanh thì chủ nhà trang trí những cái bức tranh của các chị Đức Phật, A Di Đà. Ở giữa là bàn thờ Phật. Thì đây là các anh chị, đây là bàn thờ của căn nhà đây. Thì theo thông tin của chủ nhà đó thì chủ nhà sẽ giữ lại cái bàn thờ này, bởi vì đó là vật kỷ niệm của chủ nhà nha. Quá đẹp luôn các anh chị, phải nói là căn nhà quá xuất sắc. Từ trước đến giờ em đi review rất là nhiều căn nhà rồi, em thấy căn nhà này khá là ưng ý nha. Ở dưới là lót gạch bóng kiến rất là đẹp và sạch sẽ nè các anh chị, gạch 60 nha các anh chị. Cửa sổ hai bên rất là mát mẻ và thông thoáng. Rồi đó là không gian phòng thờ của chúng ta, khá là rộng rãi nha các anh chị.
Bây giờ em xin mời các anh chị lên lầu 2 của căn nhà đây các anh chị. Đây là cầu thang lên lầu 2 của căn nhà. Cầu thang cũng bước đi rất là vừa chân nha các anh chị, không dốc mà bề rộng cũng khá là thoải mái. Bề ngang của cái cầu thang này tầm khoảng 8 tấc đó các anh chị, tay nắm bằng gỗ rất là chắc chắn luôn các anh chị. Thì trên lầu 2 của căn nhà đây các anh chị sẽ có một phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung và một nhà kho đó các anh chị. Thì đây là phòng ngủ của lầu 2 đây các anh chị. Thiết kế thì cũng khá là giống với lầu 1 thôi, nhưng mà trên lầu 2 này thì không có ai ở, phòng thì khá trải trống và diện tích cũng nhỏ hơn ở dưới lầu 1 các anh chị. Hiện tại thì chủ nhà đang sử dụng tầng 2 này để làm nhà kho. Còn phía trên đây là tầng cao nha các anh chị. Đây là phòng sinh hoạt chung của căn nhà. Các anh chị có thể sử dụng phòng này để làm phòng thờ cũng được. Em thấy có lẽ là trước đây cái khu vực này chủ nhà đang sử dụng làm phòng thờ đó các anh chị. Nhưng mà vì lớn tuổi rồi, đi lên đi xuống cầu thang cũng khá là bất tiện đó, nên chủ nhà dời cái phòng thờ xuống lầu 1. Ở đây em thấy một số hình của các vị Đức Phật nè. Thì mua một căn nhà thì tùy vào cái sở thích và cái nhu cầu sử dụng của mỗi chủ nhà các anh chị. Mình có thể thiết kế theo kiểu này, khác tùy theo cái mục đích sử dụng của mỗi người. Các anh chị nếu mua được căn nhà này về, em thấy chỉ cần sắp xếp bài trí là theo ý của mình thôi. Còn về cơ sở hạ tầng vật chất thì em thấy mọi thứ đều còn rất là mới. Các anh chị chỉ cần về lau quét dọn dẹp lại là có thể để nội thất vào để sinh sống như một căn nhà mới luôn các anh chị. Cửa là nhựa nhôm kính màu trắng sữa rất là đẹp luôn các anh chị. Đây là ban công trên lầu 2 của chúng ta, nhìn xuống phía dưới là con đường lộ nhựa trước cửa nhà của chúng ta đó các anh chị. Bà con sinh sống xung quanh ở đây em thấy khá là đông nha các anh chị, dày đặc hết mấy lớp nhà luôn các anh chị. Con đường trước nhà của chúng ta thì xe ô tô đi vô đi ra thoải mái nha, bởi vì nếu các anh chị đi qua bên tay phải của căn nhà này cũng thông ra được khu đô thị Sao Mai của thị trấn Cái Dầu đó. Còn các anh chị quẹo bên tay trái này cũng thông ra được khu vực quốc lộ 91 của tỉnh An Giang đó các anh chị. Từ đây mà chúng ta ra quốc lộ 91 thì tầm khoảng 50 mét thôi các anh chị, rất là gần luôn. Còn hướng đằng kia các anh chị có thấy cái trụ phát sóng của VNPT không? Đó chính là khu vực bưu điện của huyện Châu Phú đó các anh chị. Đây là hướng bên đây, bà con sinh sống cũng rất là đông luôn các anh chị. Nhà của bà con ở đây thì sinh sống rất là đông và đều là nhà cửa kiên cố hết. Phía trước nhà của chúng ta hai bên có hai cây dầu tạo không gian rất là mát mẻ luôn các anh chị. Hai cây dầu này cũng khá là nhiều năm tuổi rồi các anh chị, em thấy cái hoành rất là lớn luôn. Đây nè, cái lá này em nhìn được luôn nè. Rồi em xin mời các anh chị quay trở lại căn nhà của chúng ta. Đây là phòng sinh hoạt chung của chủ nhà. Phía trên là trần thạch cao, nhưng mà cái trần này là cái trần cuối cùng của căn nhà đây các anh chị, cũng là trần đúc luôn nha các anh chị, không phải là thạch cao đâu, thạch cao chỉ cái viền này thôi. Còn ở trần ở trên đây nè là trần đúc nha các anh chị. Bởi vậy á, tổng diện tích sử dụng của căn nhà này tới 510 mét vuông, là lý do là vậy đó các anh chị. Nếu các anh chị nào gia đình mà có đông người đó thì có thể nâng lên một thêm một tầng nữa, chúng ta làm khu vực sân thượng. Tại vì á, cái trần phía trên này nè, hiện tại chủ đang lập mái ngói nha các anh chị. Để em quay cho các anh chị xem nha. Đây là cái trần thiệt nha các anh chị. Trần là trần bê tông cốt thép đó. Còn cái lỗ này nè, sẽ đi lên cái mái nhà của chúng ta. Mái của chúng ta là sử dụng đó là mái ngói.
Như mới nãy em có nói đó, nếu các anh chị nào mà có gia đình có đông người hoặc cần thêm cái công năng sử dụng cho căn nhà này á, thì các anh chị có thể mở rộng tăng tầng lên cho căn nhà này vẫn được nha các anh chị. Và cái trên giấy tờ đất thì chủ nhà đã hoàn công cái phần mái phía trên này rồi nha các anh chị, tức là đã tính vào căn nhà này có thêm một tầng nữa, tức là một trệt và ba lầu đó. Nhưng mà hiện tại á, chủ nhà đang sử dụng chỉ có một trệt và hai lầu thôi các anh chị. Đây là cầu thang đi lên phía trên tầng mái này các anh chị. Và đây là căn phòng cuối cùng của căn nhà của chúng ta đây các anh chị. Bề rộng rất là rộng luôn các anh chị. 6 mét, bề sâu tầm khoảng 8-9 mét đó các anh chị. Hiện tại chủ nhà đang sử dụng để làm nhà kho chứa đồ nha các anh chị. Đây nè, các anh chị từ bên trong nhìn ra đây. Nhà cửa rất là thông thoáng mát mẻ luôn các anh chị ơi. Phòng nào cũng có cửa sổ hết, gạch là gạch ống kiến. Hai bên tường đều được cản gạch men lên 1,2 m ngang ngực của chúng ta đó các anh chị. Ngang ngực của chúng ta đây. Rồi các anh chị nhìn lại một lần nữa khu vực tầng 2 của căn nhà nha. Tầng 2 của căn nhà chứ không phải là tầng cuối cùng của căn nhà đâu. Tầng cuối cùng của căn nhà là nằm phía trên nữa các anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay trở xuống dưới tầng trệt để cho các anh chị xem một lần nữa nha. Em sẽ đi nhanh thôi. Đây là từ phía trên nhìn xuống đây các anh chị. Cái cầu thang khá là rộng và thông thoáng nha. Tay vịn là bằng gỗ khá là chắc chắn luôn, rất là an toàn an tâm nếu nhà của chúng ta có người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ nha các anh chị. Rồi mời các anh chị đi xuống theo em nha. Đây là mặt bằng tầng 1 của cái nhà đây. Rồi chúng ta đi xuống tầng trệt nha. Đây là tầng trệt của căn nhà đây. Hiện tại em đang đứng trên cầu thang và nhìn xuống bao quát tầng trệt của căn nhà. Và khu vực này chính là phòng khách đây các anh chị. Ở giữa tầng 1, tầng trệt đều có một cái đèn chùm rất là đẹp luôn các anh chị. Mấy cái tấm tranh phù điêu này cũng khá là sang trọng nha. Em thấy căn nhà quá VIP luôn các anh chị ơi. Em nhìn là thấy thích rồi đó, không biết các anh chị cảm nhận như thế nào. Đây là lối vào khu vực bếp và phòng ngủ thứ nhất của căn nhà đây. Anh chị xem lại một lần nữa tầng trệt của căn nhà nha các anh chị. Em xin nhắc lại tổng diện tích của căn nhà này là 510 mét vuông mặt sàn, còn diện tích đất là 132 mét vuông, bề ngang là 6 mét, bề dài là 22 mét, tổng diện tích là 132 mét vuông. Và chủ đang kêu bán với giá là 3 tỷ 800 triệu, có thương lượng nhẹ cho các anh chị nào thiện chí mua nha. Và đây là cái lớp cửa kính và cửa lùa của căn nhà. Phía trước của căn nhà của chúng ta thì chủ có trang bị một cái hàng rào bảo vệ rất là chắc chắn luôn các anh chị. Bà con sinh sống xung quanh thì khá là đông đúc và nhộn nhịp nha. Tính phía trên của căn nhà đây, phía trước này thì chủ trang bị một cái mái hiên bằng mái tôn cũng khá là đẹp. Phía trước này có một khoảng sân tầm rộng tầm khoảng 2 mét đó các anh chị. Các anh chị đậu xe máy là thoải mái luôn. Cái dốc này thì các anh chị chạy xe ô tô lên phải ru luôn các anh chị. Phải nói là căn nhà quá đẹp luôn các anh chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ chạy một vòng khu vực xung quanh để cho các anh chị xem được cái mật độ dân cư cũng như là cuộc sống xung quanh ở đây như thế nào nha.
Bà con sinh sống ở đây khá là đông đúc nhưng mà em thấy không gian rất là yên tĩnh luôn. Gần chợ, trường học, trạm y tế, ủy ban, công an. Gần như là đầy đủ tất cả các tiện ích luôn các anh chị, không thiếu một thứ gì hết. Rồi thì đây là các anh chị, em đang đứng ở đây chính là quốc lộ 91 của tỉnh An Giang đó. Các anh chị đi theo hướng này sẽ đi về từ thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Từ đây mà về thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang tầm khoảng 34 km nha các anh chị. Và từ nền đất và căn nhà mà chủ đang cần bán ngày hôm nay đó, ra quốc lộ 91 này thì tầm khoảng 50 m thôi các anh chị. Mật độ xe cộ lưu thông rất là đông luôn. Phía trước màn hình của chúng ta chính là ủy ban thị trấn Cái Dầu đó. Còn bên tay phải màn hình chính là điện máy xanh nè, bách hóa xanh. Rất là thuận tiện luôn, rất là nhiều tiện ích luôn nha các anh chị. Còn đằng kia chính là bưu điện của huyện Châu Phú đó, mới này em có chỉ cho các anh chị xem đó. Thì từ căn nhà mà chúng ta ra đây thì chỉ mất tầm khoảng 2 phút thôi các anh chị. Các anh chị đi bộ ra tầm khoảng 5 phút là tới rồi. Bởi vì từ đây mà vô đó tầm khoảng 50 m thôi. Nằm ngay trung tâm thị trấn Cái Dầu thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, mà một sở hữu một lô đất 132 m², trên lô đất có một căn nhà cấp 2 nha các anh chị, nhà dạng là nhà cấp 2, bao gồm một tầng trệt, hai lầu, mái ngói đúc kiên cố, tường là tường bê tông là dày 20 hết các anh chị, rất là thuận tiện cho các anh chị mở khách sạn cũng được nè, mở quán karaoke cũng ngon luôn các anh chị. Còn các anh chị nào mua để ở thì quá lý tưởng rồi. Phải nói là một căn nhà cực kỳ là đẹp luôn các anh chị. Một căn nhà rất là kiên cố. Bề rộng căn nhà là 6 m, bề dài là 22 m, tổng diện tích là 132 m² và diện tích sàn là 510 m² nha các anh chị. Nhà bao gồm một trệt và hai lầu. Nhưng mà trên thực tế, trên cuốn sổ hồng của miếng đất đó các anh chị, thì nhà của chúng ta có tính là một tầng trệt và ba sàn đúc nha các anh chị. Phía trên là lợp mái ngói kiểu mái Thái nữa các anh chị. Hiện tại em chạy ở đây chính là quốc lộ 91 hướng về thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang nha các anh chị. Đi từ đây nè về thành phố Châu Đốc tầm khoảng 18 km thôi các anh chị. Mật độ xe cộ và lưu lượng của du khách cũng như là khách thập phương đi qua đi lại trên con đường này rất là đông luôn các anh chị. Và từ căn nhà của chúng ta cách vị trí này tầm khoảng 500 m thôi các anh chị, rất là thuận tiện luôn. Như đây là có một số cái trung tâm xe máy nè, có cái bưu chính của Viettel nè. Còn bên tay trái màn hình của chúng ta chính là huyện ủy huyện Châu Phú. Còn bên tay phải màn hình của chúng ta là khu vực công viên tượng đài Trần Quang Thành, rất là nổi tiếng nha các anh chị. Hiện tại em ghi hình cho các anh chị giờ này khá trưa rồi đó, nên ít có người đi qua đi lại trong khu vực công viên này. Chứ mà các anh chị đi vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thì sẽ rất là vui nha các anh chị. Hàng quán, cửa hàng, cửa hiệu, quán ăn, quán nhậu, tiệm tạp hóa, quán cà phê, phải nói là cực kỳ là đông. Quá lý tưởng cho các anh chị mua để ở an cư lâu dài. Rồi, tới đây thì em cũng xin kết thúc video và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Các anh chị nếu cảm thấy thích căn nhà này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh được tiếp tục phát triển nha các anh chị.